chào tất cả bà con. Bà con bữa nay vui không? Vui. Xin cảm ơn. Đầu tiên tôi xin đại diện nhà hàng tiệc cưới chia đôi xin gửi đến quý vị quan khách lời chào thân ái và nồng nhiệt nhất. Cảm ơn quý vị. Tôi xin tự giới thiệu, tôi MC Hữu Duyên. Hữu Duyên có nghĩa là có duyên đó. Quý vị thấy tôi có duyên không? Cảm ơn quý vị. Quý vị là những người chân thật. Thưa quý vị, khi đến nhà hàng tiệc cưới chia đôi chúng tôi, quý vị sẽ biết những tiện nghi cao cấp nhất, âm thanh, ánh sáng hiện đại, đội ngũ chuyên nghiệp. Và đặc biệt hôm nay, sự hấp dẫn, thú vị nhất chờ đợi quý vị ở phía sau. Và bây giờ, nhà hàng tiệc cưới chúng tôi trân trọng được đón tiếp gia đình ông bà Nguyễn Bá Quyền và ông bà Trần Đại Quý. Một tràng pháo tay cho hai nhân vật chính hôm nay xuất hiện. Thưa quý vị, đây trời ơi, mắt mũi để đâu? Nhà hàng mày xây cái chỗ thuộc chỗ lởm mà. Hai bác đi đâu vậy? Thì mày giới thiệu nhân vật chính thì tao phóng ra. Đâu có, con giới thiệu nhân vật quan trọng nhất. Thì tao là nhân vật quan trọng nhất, tao là cha mẹ của cô dâu chú rể thì tao quan trọng nhất. Bác ơi, hôm nay là ngày cưới của hai cháu, hai bác đi vô giùm con đi. Mày nghĩ sao vậy? Tao quan trọng nhất ở chỗ là tao đặt tiệc, tao trả tiền cho mày, đúng không? Con biết hai đứa kia nó đâu có tiền trả. Con biết nhưng nay ngày vui của hai nhỏ, mời hai bác vô giùm con cho đúng lễ nghi. À, mày nói cô dâu chú rể, mày nói nhân vật quan trọng nhất người ta phóng ra là té đau thấy bà nội. Ăn nói không đầu đuôi giống gì. Thưa quý vị, có sự cố nho nhỏ, bởi vì cha mẹ của chú rể già yếu cho nên hơi bị lầm lẫn chút xíu. Và bây giờ một tràng pháo tay để đón cô dâu chú rể. Cái gì vậy bác? Hả? Con mời cô vô chú rể mà. Mày vô duyên tao ra tao đón con, tao chuyện của tao, mày làm chuyện của mày đi. Cái thằng này nó nói nhiều mà nó vô duyên không à. Thôi rồi. Làm chuyện đi con. Hai bác hàm hố quá. Tao khỏi trả tiền à. Dạ, tao khỏi trả tiền à. Thôi con xin lỗi, mời hai bác đứng. Rồi vậy đi. Đúng con mình đó. Nhà hàng tiệc cưới chia đôi chúng tôi là nhà hàng tiêu chuẩn 6 sao cho những điều bất ngờ chờ đợi quý vị. Cô dâu chú rể sẽ xuất hiện bằng cách từ dưới đất chui lên. Trời ơi. Dưới đây có một cái lỗ, cô dâu chú rể sẽ chui lên. Mọi người bắt đầu tập trung xuống, nhìn xuống dưới đây nha. Cô dâu chú rể chui lên. Chỗ này chưa xây dựng kịp. Cô dâu chú rể sẽ sẽ bay từ trên trời bay xuống. Mọi người nhìn lên trời nha. Đó, đó, hai người đang từ từ. Sao? À vậy hả, ok rồi. Xin lỗi quý vị, bộ phận kỹ thuật vừa báo cáo ròng rọc bị hư cho nên cô dâu chú rể không thể đu từ trên xuống được. Trời đất ơi, cái nhà hàng mướn thằng MC xàm đế ở đâu ra. Và bây giờ cô dâu chú rể sẽ đi từ dưới lên cho nó gọn. Xin mời cô dâu chú rể. Cô dâu Như Ý và chú rể. Chú rể. Trời ơi. Gia Bảo, vỗ tay quý vị ơi. Con mình nó đẹp quá ông ơi. Tay em ra. Con trai tôi đó. Trời, nó giống tôi, nó đẹp quá. Con trai tôi đó. Cái thằng lùa trắng là con trai tôi đó. Cái thằng nào quét là con trai tôi đó. Bà hạnh diện lắm cho quét mà. Con trai bà đó. Bà hạnh diện lắm. Nó giống tôi. Lâu trật tự. Trật tự. Lâu được làm mẹ cho nó hạnh diện làm mẹ đó mà. Cái thằng này nó vô duyên. Alo bộ phận bảo vệ lưu ý, mọi người đã đông đủ, đề nghị mở lòng thả ba má cô dâu ra. Mở lòng. Và bây giờ xin mời ba má cô dâu xuất hiện. Vỗ tay. Trời ơi, sao mà yếu đuối vậy. Đẹp anh xui quá hả. Thương anh xui quá. Trời ơi. Hình như anh xui bị niễn hả bà.
bị cái gì vậy? Thưa quý vị, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Vì sao? Vì sao? Từ đâu chú rể có một hình hài như vậy, to lớn đẹp trai như vậy? Đó chính là nhờ bộ lễ phục của nhà hàng tiệc cưới chúng tôi. Mấy đẹp vô gì? Còn cô dâu, ôi một nhan sắc mỹ miều xinh đẹp. Nhờ đâu? Nhờ ai? Đó chính là nhờ đội ngũ make up nhà hàng tiệc cưới chúng tôi đã biết che những khiếm khuyết của cô dâu, cho nên mới có được nhan sắc như vậy. Và bây giờ để bắt đầu buổi lễ hôm nay, tôi xin mời gia đình đàn gái. Lúc nào mình phải ưu tiên phụ nữ lấy đi first. Xin mời gia đình đàn gái ạ. Trời đất ơi, đỡ lên con. Sao thế? Mày sơn sơ sơn sát đâu bên đàn trai, mày làm anh xui tao té. À, dạ lỡ rồi, thôi bác nói luôn đi bác. Thằng MC như đi ăn giật vậy. Ông nội mày có vụ lỡ rồi phát biểu nè. Dạ. Nhìn, nhìn, miên, nhìn. Trời, nó phà cái gì vô mặt người ta vậy trời. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Làm khói. Khói bụng nội mày mái đâu mày không bắn, mày xả vô mặt tao thúi muốn chết à. Mày thối nghe mày, bắn cái độc hại mày thối vô mặt chồng tao. Không cần đâu bác. Không có cần. Cái miệng mày thúi lắm mày hiểu không? Cần gì đâu. Muốn chết luôn à. Thôi nói đi ông. Dạ xin lỗi quý vị, thằng MC nó vô duyên quá. Kính thưa. Cái gì vậy? Chắc nó chết chứ cái thằng này nhớ tôi là chồng. Tao nói mày làm cái gì vậy? Mày quăng làm cho mặt ba con vậy đó. Thằng ê, cái thằng mà cái đầu như cái mông đít, mày bước ra đây. Bước ra đây. Mày mới làm cái gì vậy? Mày mới làm cái gì? Dạ con làm pháo bông. Pháo bông sao mày không lấy máy mày thục mà chọi vô mặt tao chứ mày liền rác vô mặt hả mày? Dạ công nghệ con hơi bị thô sơ à. Công nghệ bà nội mày, mày ra mày chọi vô trong mặt ai mà nói chứ được. Rồi mày thôi không để cho người ta nói không? Tao thấy mày một lần nữa rồi tao chẻ cái đầu mà ra làm tư đó. Thôi nói đi em. Kính thưa chư vị bồi thẩm đoàn. Trời ơi, đâu phải tòa đâu à, đám cưới con mình. Dạ. Nói chung cũng như nói riêng, tôi là một người nho học, tôi ăn nói thì phải có văn chương, nên xin gửi đến quý vị một bài thơ cũng như là gửi tặng cho gia đình xui cũng như hai cháu nhân ngày vui hôm nay. Chồng tôi khoái làm thơ. Thưa quý vị, trai khôn là phải lấy chồng. Gì? Hả? Gì ba? À, xin lỗi anh xui, tôi rùng quá. Gái khôn là phải theo chồng. Ừ. Dạ. Trai khôn chưa vợ là phải dần dần lấy luôn. Ừ. Chúng ta sức khỏe bình thường. Ừ. Đi ăn tiệc cưới là lên giường ăn ngay. Cái gì? Chưa. Cái gì vậy ba? Đâu? Lên đường, lộn. Ừ. Đi ăn tiệc cưới là lên đường ăn ngay. Muốn ăn là phải đánh răng. Ai mà không đánh sẽ thành nha chu. Dạ thôi kính thưa hai họ. Dạ thì hôm nay là đám cưới của con trai tôi. Vấn đề ở chỗ là tôi muốn làm hai bên đều vui vẻ, ăn một cái đám cưới thiệt là mạnh khỏe. Nói chung là bác nói nhiều quá, con xin mời gia đình đàn gái à. Trời đất, em xin như cướp vậy thôi. Đợi diện nhờ gớ có bơn. Hay. Ủa sao nhìn bác Phúc Hậu mà bác nói chuyện đoản hậu hả bác? Nói giờ mày giật micro cũng rứa. Nói nhanh nhanh đi mày ơi, đứng mệt quá đi. Dạ thưa quý vị, bây giờ là giây phút dễ thương nhất của buổi tiệc cưới hôm nay. Mời cô dâu và chú rể hôn nhau. Hôn đi, hôn đi, hôn đi, hôn đi, hôn đi. Hỏi mày. Mày kêu hai người ta hôn mà mày đưa cái mặt chó mày vô đây không được. Mày xa ra. Thằng gì đâu. Hôn đi, hôn đi, hôn đi, hôn đi. Người ta hôn chứ không phải là cục xương mặn chó ngồi trực. Cho mẹ thằng đi có phước để đứa con là cũng kẹt chó hết. Để cho nó hôn mày làm gì nữa. Hôn đại đi con. Nhanh đi. Dạ. Hôn liền. Hôn lẹ con thôi. Cái gì? Đứa nào mới kêu gì vậy? Chết cha ông ơi. Chết cha ông ơi, nhỏ này nó tới đây làm gì vậy? Chết rồi.
Ai biết nó lợi làm gì? Ôi trời. Ờ à. Sao cha nó con. Con ơi con. Chết mẹ mày chưa? Anh ơi. Cái chi chi đó. Yêu anh. Gì vậy? Yêu cái chi. Ủa lộn người. Đánh nha nha nha, tao đánh nha. Tôi vô tội. Nghe con nha, đẻ con được đó nghe. Mày đừng có háo sắc. Lộn. À, anh bảo của tôi đâu? Anh bảo. Như vậy là sao? Anh bảo. Anh bảo. Ê, 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 trời ơi. Tại sao đối xử với em như vậy? Anh bảo. Cái gì đây? Tại sao anh đối xử với em như vậy? Tại sao đối xử với em như vậy? Tụi bay đối xử với tao như vậy. Anh Xui, chuyện đi là ra. Dạ, tôi lại anh Xui. Lúa cho ra nè. Dạ dạ tôi lại quý vị. Lúa không ra tôi quánh sởn luôn đó. Dạ, anh đừng có quánh tôi sởn. Cho con nói vài lời. Cô, tại sao cô độc ác như vậy? Anh bảo là người yêu của tôi mà tại sao cô chen vô cô đám cưới với anh? Trời ơi, tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Bỏ lại luôn con định con. Anh nghe nè, tôi nói thiệt là tôi không có biết cái vụ này. Cái con nhỏ này là cái con nhỏ là coi như là người yêu cũ của con trai tôi. Cũ, nó cũ. Nó chối rồi, nó không cũ có yêu. Rồi, cũ nó rồi. Không có nghĩ là bữa nay nó qua đây nó kiếm chuyện như vậy. Nha. Qua ai làm gì mày đâu mà mày làm cái ghê vậy? Ừ lộn. Bây giờ bác ra để con nói chuyện với anh Bảo. Anh Bảo anh nói đi. Ơi. Giữa tôi và cô, anh chọn ai? Anh chọn ý. Hèn gì của đám cưới. Thôi được rồi, anh không chọn tôi nên tôi lùi bước về trời sau hát nữa. Để thấy anh rõ hơn. À trời ơi, thả tôi nè anh Bảo ơi. Em yêu anh. Tôi xin lỗi anh quá, tôi xin lỗi anh vì cái chuyện mất mặt hết. Dạ dạ. Mất mặt hết cân. Dạ con xin lỗi gia đình hai bên, sự cố nhỏ nhỏ thôi, để con set up mày lại. Sao mày không kêu bảo vệ ra, mày để nó xong vô đây à? Dạ dạ, để con kêu đội ngũ bảo vệ đâu, tỏ ra camera nên tỏ ra radar toàn cầu, tỏ ra bảo vệ. Bảo vệ đi. Dạ. Có bảo vệ không mà lộn như chiến tranh sắp tới à? Nhanh nhanh đi mũa qua. Ba ơi, con xin hứa gia đình hai bên kể từ giờ phút này một con kiến cũng không chui lọ. Ông chết cha đâu. Cái gì vậy ba? Này kiến này. Này kiến kim, con hứa là kiến lửa. Nếu mà có ai mà chui vô con không phải là con người. Ê. Nữa hả? Ê. Cái gì đây ấy? Tôi là. Anh lên đây chi hả? Mày. Anh là ai? Anh là tôi là bạn trai cũ của ý. Trời ơi. Tôi lên đây tôi có món quà tặng cho ý. Tôi muốn có món quà tặng cho tất cả mọi người ở đây. Bọn trơ cũ nhưng mà đi tặng quà tháo không có chi. Anh tặng cái gì á? Ờ, sang nhân cái dịp cưới của ý là ngày vui trọng đại, có đầy đủ mặt quan viên hai họ. Tôi muốn tặng cho gia đình trái bom. Trời ơi, má ơi, trời ơi. Tất cả đều sốt. Trời ơi, tí ghê quá. Ủa gì vậy? Trời ơi. Nam Trung. Trời ơi trời. Cái gì vậy trời? Ôi ông ơi. Trời ơi. Ôi bà con ơi. Nó nổ chưa? Nó xì rồi, bom xì rồi. Bom xì rồi. Má. Cái đó mới bom nội bộ thôi bà nội. Bom thiệt nó chưa có xì. Xì chưa? Ủa sao nhà mình vui vậy? Cái thằng mày nó gòn gớm mà răng ngang. Ủa là sao? Xì sớm chưa? Đất hả? Nổ chưa? Ủa có trái bom, con trái bom là trái này mà. Trời ơi trái. Ơ trái táo mà con ơi, đứng dậy không có phải bom. Trời ơi trái táo mà anh kêu trái bom là sao? Cái thằng này. Trời, má, trời ơi, má lần không lại. Trời đất ơi. Giống cá heo mắc cạn á. Ý cá. Trời ơi má tôi. Trời ơi. Vui quá, cả nhà mình ai cũng lăn lóc hết ha. Trời ơi quá. Lấy cái đầu quấn. Trời đất ơi. Trời đất ơi. Lấy kéo áo của chị xôi lên nè. Trời ơi. Tổ cha mày,
con cá la hán, mày ra đây. Mày lấy cái thứ của con người ta. Ôi trời, má ơi là má. Mày có biết cái thầy ba 1,5 tấn không mày? Mà mày làm như vậy mà thấy chị xui tao khổ cực không? Tội nghiệp chị đứng lên ngồi xuống một cách cực kỳ khó khăn. Trời đất ơi, tội nghiệp bà. Xin lỗi chị. Đi ra. Mày chơi chị bắt nhật hả? Tạng có trái tố thôi mà đám cưới làng hết. Ông đâu có nghĩ là Đặng có trái táo mà gia đình mình nằm sấp lớp dữ vậy trời. Mày nói cái này là apple đi. Cái này nó là trái táo, mày nói trái bơm mụn nậu tao tưởng mày ra mày đặt mìn ai mà không sợ. Tại vì ngày xưa ý thích kêu cái này là trái bơm, con kêu theo ý. Được rồi em nhận. Nhận quà đi ý. Em rồi xong cảm ơn anh đó. Rồi cảm ơn anh. Rồi mời anh xuống dự tiệc. À mà khoan đó, cái thằng này là thằng nào vậy anh? Người yêu cũ. Ôi trời, cũng người yêu cũ nữa. Dạ cũ lắm rồi. Tại sao mày tặng quà mày không gửi mail mày qua đi mày kiếm mày phá đám cưới người ta hả mày? Thôi kệ đi, mộc mạc hơn 10 gúa. Bây giờ tặng xong rồi đi về đi. Rồi được rồi, từ từ ứng về. Thôi dạ, xong chuyện rồi. Đi vô trong luôn chứ ở đây xuống dưới quan viên hay họ đập vô mặt con chết. Rồi đi. Đó, vô đi con. Lui lại một bước về sau để thấy gia đình rõ hơn. Trời. Gia đình đừng nằm nữa nha. Mày vô. Con hay chúc gia đình vui vô nhé. Vô. Dạ, xin lỗi quan viên hay họ, mọi việc vẫn bình thường à. Trong dạ dạ. Cho tao hỏi, tao hỏi. Dạ dạ. Tại sao cái nhà hàng mày không bao giờ có bảo vệ? Bảo vệ đâu? Dạ bảo vệ là con. Trời ơi. Ủa mày là MC mà. Dạ MC cũng là con luôn. Dạ nhà hàng con. Dạ xin lỗi mọi người nha. Trong lúc tan gia bối rối có điều gì? Dạ. Con xin mọi người niệm tình thôi. Bối rối cái gì là quỷ tan gia gì bối rối ở đây? Chết rồi, con xin lỗi. Xin lỗi hai bác, trước giờ không làm đám ma không à. Nay mới lên đám cưới được có hai bữa. Trời mẹ, có cái thành phố không tìm được một cái nhà hàng mua mướn cái thằng MC chứ lạ đi. Ôi tôi lô. Tôi lạ với anh, tôi xin lỗi anh. Nha, mày làm sao cho tao câu được nha, chứ từ nãy giờ tao mất mặt lắm rồi nha. Dạ, dạ, thằng Hữu Duyên. Dạ dạ, xin phép mọi người, chương trình buổi lễ thì cưới vẫn tiếp tục. Và bây giờ đó là màn tặng quà của gia đình hai bên. À tặng quà à. Thì gia đình tôi là gia đình nghèo. Nghèo lắm, không có nhiều. Nói chung mà có nhiều tặng nhiều ha, nhà nghèo. Nhà nghèo. Bà tặng cho con dâu cái niềng xe đạp hả? Vậy vậy mới thấy tấm lòng của mẹ chồng thương con dâu. Dạ thôi, đây là tấm lòng của vợ tôi. Coi như là cha mẹ gửi một chút xíu gọi là của hậu môn. Đó. Gì? Muốn gì vậy? Của gì? Hồi môn. Của hồi môn. Của hồi môn, coi như là đưa đến hai con. Giống như là đó là một chút xíu để mà cúng giếng cho hai con. Cái gì vậy? Cái gì nữa ba? Cùng chúc chúc phúc mừng. Chúc phúc cho hai phúc. Con gái ba tặng con dâu của ba giữ cả con lại con giữ vợ con nặng quá hả con? Nặng nặng quá chưa con. Và kèm theo đó là một bộ xi men mà gia đình chúng tôi muốn gửi cho con nó đeo cho nó lấy le với người ta. Đeo đi con, xi men nhỏ nhẹ thôi, nó đeo vô con. Đeo hết nùi đi. Lụm vàng lên con, vàng rớt rồi. Cứ đeo dần dần thì không sao đâu chị. Bộ này trọn bộ 72 chiếc, đeo từ cùi chỏ lên tới mép nách. Dạ, đeo dần dần ra đường cho ta biết mình có của chị ơi. Ủa nhưng mà rồi đeo vậy rồi rủi nó bệnh rồi là làm sao vô nước biển. Yên tâm, cái này mình tách ra cái mình chọt cái cây kim vô nè, thấy không? Đeo xong cái mình vuốt lên nách vậy nè. Để thẳng xuống. Trời ơi, tội nghiệp cốt. Cái làm. Rồi, nói dạ, chung gia đình nghèo. Má hay tặng vậy đó. Hắt cái mặt, hắt mặt. Gia đình nghèo. Mời anh chị. Anh chị tặng con thứ gì nè? Thôi thì ba má bên đằng trưa đàn gái có của Hồng Môn. Yeah. Cho con. Yeah. Thì tại gia đình có điều kiện. Còn ở đây thì nói thiệt ra là vừa ở quê của má mi ở quê ta đó là hơi chỗ toàn là trồng đậu phụng với là bánh tráng thôi. Yeah. Còn bà chỗ ni thì lùm lúa, nói chung là ba má cũng không có chi nhiều. Thôi thì có chút tấm làng. Yeah. À, cái quan trọng là tấm làng. Tấm làng là gì? Giờ này mà đi tấm làng tấm ao gì ở đây? Tặng không lo tặng, đi lo tấm làng tấm ao. Quà có bây giờ ông rảnh ghê.
nó thiệt với anh xui quà chẳng qua là tượng trưng thôi, quan trọng là tấm làng. À tấm lòng hả? Tấm lòng hả ba? Tấm lòng ra tấm làng tôi tưởng. Thôi thì ba má có chừng mô thì tạng chừng nái chứ cũng không biết làm làng. Trời ơi nè, rút ruột rồi chứ tấm lòng gì? Tấm lòng của ba. Dạ. Đây là ruột của ba con đó con. Ờ ruột á. Ai à. Ai à. Đó, chừng mới đứng thẳng được đây. Ủa tặng cho con vừa ký để con đeo. Dạ. Nói chung là đây là tượng trưng thôi, chứ còn có mình hán thôi. Tất cả sanh đi do tờ là dành hết cho con đứa. Rồi, rất là thôi. Dạ, dạ con cảm ông ba. Chứ đứng thẳng. Dạ, xin thưa quý vị, chương trình khoe của đã xong à. Dạ, bây giờ xin mời cô dâu chú rể vào trong thay đồ đi chào bài à. Dạ. Dạ. Xin mời. Rồi thôi đi vô đi. Rồi, cô văn nghệ văn gần vậy đi con. Mày thả ca sĩ ra hát đi mày. Dạ, dạ có bác, chương trình văn nghệ hoành tráng lắm, con chuẩn bị đầy đủ hết bác. Dạ, mày có mời Lưu Phước Thịnh không? Dạ. Dạ không. Hồ Ngọc Hà. Không. Đàm Vĩnh Hưng. Dạ không. Trời đất ơi, tôi đưa tiền mày làm gì không? Dạ. Mời ca sĩ gì dạ rồi. Mấy người đó hát bên kia bác. Chứ mày mời ai? Dạ có ca sĩ Duyên. Duyên Giảng không? À. Nguyễn Cô Kỳ Duyên hả? Nguyễn Cô Kỳ Duyên hả? Nguyễn Cao Kỳ Duyên hả? Dạ Hữu Duyên. Trời ơi nói nữa. Sao cái gì cũng nói cái nhà hàng này là ông cố nội mày để lời cho mày à. Dạ sao nguyên cái nhà hàng có một mình mày à? Con mở màn chứ có không. Ok khí. Cho ông hát đi, hát bà chi, hát dạ. Đi. Dạ tiệc cưới người hát nhạc vui, trữ tình lãng mạn, phù hợp với đám cưới. À. Dạ, bây giờ xu hướng tất cả mọi người đang yêu thích bolero, cho nên Hữu Duyên xin hát tặng mọi người nhạc phẩm Đồi Thông Hai Mộ. Nè nè nè, My là một mộ rồi đó. Nè, ta sống một tên mình lạc hạng xuống đây là My là một mộ rồi đó. Mày ăn nói tầm bậy tầm bạ. Cái chỗ đám cưới người ta cát lợi mày nói tầm bậy mầm. Đầu Thông Hai Mộ, Đầu Thông Hai Mộ. Ca cái gì cái bài Đầu Thông Hai Mộ? À phải hát như vậy nè. Rồi mộ nàng đã được để cạnh cha. Quá trời ơi. Rồi. Anh một mộ nữa là hơi đó. Anh tôi lô. Đi đây. Biết hót thì hót, không biết hót để tôi. Cho tôi yêu cầu được bài không? Bà chơi. Người dậy từ lòng đất. Ông súng ra ở đây. Ok đi. Hồi nãy con nghe anh xuôi hát coi được không nè. Giờ để mở mòn cho chương trình, tôi xin hót tặng hết tất cả bà con quân viên hơi họ. Rồi bờ hót hót ra rồi biết. Ờ nhạc này được nè. Nhạc xong ba. Từ ngày hai đứa yêu nhau mòn nước. Ôi nhạc này hay à. Từ ngày hai đứa yêu nhau lòng nước bao nhiêu. Mong mà hai đứa con chỉ là quá xa xôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình. Đời mình đẹp mãi có em và anh. Đời mình đẹp mãi với túp lều tranh. Ê ê ê. Anh Sư. Mày nó chết ngợp bên trong này. Anh làm cho anh ôm vợ tôi à. Ôm ông nội tôi, bà đẩy cái xe trái cây vô mặt tôi muốn chết luôn. À, biểu không biết né, ủi vô chi. Rồi anh làm cái gì vợ tôi vậy? Đây con vợ ông lét. Mất nết. Trời đất ơi, đây, bông tay kìa. Tự nắm tay tôi tự lét. Ủa nào vậy? Xin lỗi anh. Trời ơi. Mất nết vừa vừa thôi. Đâu có, cho tôi mê nhạc quá, tôi nhắm con mắt tôi là tôi phê, ai biết gì đâu, sao không kéo tôi ra. Cái con gái con lứa bế cái đầu như chậu bông. Người ta hát cái tự nhiên cái phóng vô ôm tay nhảy, để cho người ta ôm không vậy hả? Ê ê, đừng nói cái câu ôm không khó nghe nha. Anh kêu em hả? Bo em Tram này. Trời ơi. Bọn mình trốn với ép dầu mà chơi ngon không? Quá trời ơi, quá đã, quá đã, quá đã. Lần đầu tiên nhảy với trai được bo 100 ngàn. Mày hãnh diện quá ha. Gì? Cuộc đời mày có giá 100 không mà mày hãnh diện vậy đó hả? Nào giờ nhảy qua ai bo tôi đâu. Sao nó ngu dữ vậy trời? Ngu chi? Vậy đó, trời gì mới chơi nè. Đó, chơi bò thẳng Tràm. Cái gì? Chơi sốc đúng không? Xích vậy đó. Chơi sốc đúng không? Rất thích vậy đó. Bây giờ xe trái cây thì xe trái cây mà bo 1,5 triệu luôn nè. Giận mặt. Đại gia thành phố là chơi như vậy đó. Tính trả là lời 1,4 triệu mắc mớ chị trả. Điên nè. Ok đi. MC. Rồi. Có điên không? Lời 1,4 triệu rồi đó.
Người ta bo tôi có 100 ngàn mà tôi đẹp hơn bả không? Bả gì á, như hụt mít ông bo 1,5 triệu á sao? Trời ơi, nó khích quá, cái lỡ đưa ngu thiệt. Bác ơi, bác có, bác có con hát nữa nha bác. Hát bài nào với mày? Tiệc này của mày đó, mày làm mình mày luôn đi. Đi vô. Đầu tiên quý vị, tiệc cưới vẫn tiếp tục à, mọi người cứ tiếp tục dùng bữa đi à. Tiệc cưới vẫn còn đang tiếp tục. Trời ơi. Ôi, chết rồi, chết rồi. Chết rồi, em có sao không? Anh có sao, ướt rồi hả? Trời ơi, là trời ơi, chết tôi rồi. Ở đây được rồi, sao? Em xin lỗi. Em chỉ định làm á, cho nó lãng mạn, cho nó ướt át, giống trong phim vậy đó. Không biết có lãng mạn ướt át không mà thấy ướt nhẹp luôn rồi nè. Ê cha. Em xin lỗi, em xin lỗi. Lộn cộng quá à, chắc đánh đòn quá à. Gì? Hả? Dám đánh em hả? Anh mà đánh em rồi bắp cỏ luôn. Sợ không đánh hả? Sợ không dám đánh hả? Mà tôi sợ hả? Ây da. Ây da. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, bớ người ta. Vỗ mặt gì em? Vợ giết chồng. Ây da. Vợ giết chồng. Ây da. Ây da. Con làm gì? Con giết chồng con hả? Trời ơi con ơi. Ây da. Sao con giết chồng con gì đêm tân hôn mà sao mày đè nó ra mày muốn bóp cổ? Mẹ nghe cái gì mà bóp cổ mà con đánh là gì vậy? Mà con không hiểu mà sao mà con giết chồng con vậy? Con sao không con? Trời ơi sao con để cho con gì? Dạ con... Cái gì? Trời ơi cái gì đây? Trời ơi con đâm chồng con chảy máu rồi hả con? Trời ơi cái gì vậy? Sao máu con gì chứ cái gì vậy con ơi? Trời ơi tao có một cây một trái à cái con này. Cái gì? Cái này là rượu. Cái này là rượu. Ờ ha. Ủa mà sao tụi con chơi cái trò gì vậy? Chơi cái gì đâu, tụi con đang giỡn. Ai giỡn hả? Tụi con đang giỡn với nhau à. Mà sao mẹ vô phòng con không đâu gõ cửa? Ai biết quýnh quát quá, nghe gì đánh bóp cổ gì đó mẹ sọc vô luôn hả? Trời, trời ơi, thôi mẹ mẹ vô mẹ phải gõ cửa, tại vì trong phòng có hai vợ chồng con nữa. Thì sao con khóa cửa lại? Con xin lỗi nghe. Dạ. Có giỡn có làm trong im lặng cho mẹ. Im, không thôi ba con nghe chuyện lớn nữa không? Rồi con biết rồi, trễ rồi, thôi lần sau vô phòng con nhớ gõ cửa nghe. Rồi thôi mẹ biết rồi. À, không phải con còn độc thân như xưa đâu. Ô, rồi. Trời đất ơi, bà quá trời rồi, hai đứa nhỏ nó đang làm cái chuyện. Tự nhiên cái bà đứng ở bên đường là sao? Hồi nãy tôi ập vô tôi thấy con vợ nó leo lên đồ cổ đó. Rồi xong rồi quánh quá chịu quánh. Có không? Có. Sao con dâu mình kỳ vậy? Rồi nói gì tôi bóp cổ, tôi giết anh tùm lum. Đêm nay là đêm tụi nó phải ở đó thì trình chiếu mà. Tôi thấy cái gì tôi lo lắng quá. Tôi chết. Xong vô coi, xong vô coi. Bên bên. Thấy chưa tôi nói. Trời đất ơi. Tôi nói tôi sao con ơi, đi ra. Trời chết con trai tôi rồi. Trời ơi. Nó đâu rồi? Trời ơi. Con trai tôi đâu rồi? Hả? Trời ơi. Trời ơi con trai. Xin lỗi. Nó bị thoát gì nữa mẹ? Có sao không? Trời ơi, nó không sao. Hả? Ông không sao nó chết đi nè. Trời ơi, ba nắm đầu con mới có sao á. Xin lỗi con trai. Trời ơi, đè thằng nhỏ muốn thoát gì đĩa đệm luôn á. Ba tưởng nó giết con, má mày nói. Ở đâu ra? Cái gì vậy? Chuyện gì xảy ra trong căn phòng này? Trời ơi. Quá trời tụi bay rồi, đêm nên là cái đêm mà quá trời. Chuyện gì? Hả? Trời ơi, mau. Ôi máu tuôn rơi trên ngực con trai của tôi rồi. Rượu. Hả? Rượu. Cái này là rượu. Nãy tôi tưởng như ông á. Trời ơi, ba làm quá à, rượu mà. Chuyện gì? Chuyện gì đang xảy ra trong cái phòng này? Chuyện gì? Nói coi con. Dạ. À, con thấy nhà mẹ giàu. Con muốn giết chồng con để con cướp của hay sao? Dạ không có. Dạ, hai vợ chồng con đang giỡn.
Dạ, hai vợ chồng con đang giỡn mà mẹ. Dạ. Tụi con đang massage cho nhau. Ông tin đâu, ông tin nó giỡn không? Chứ tôi thấy cái này không phải là giỡn rồi đó. Tối hai vợ chồng người ta giỡn, tự nhiên ở đâu ra ra bà nói người ta quánh nhau mà giết nhau hả? Cái thứ gì vậy? Xin lỗi con, bà thay mặt gia đình xin lỗi con, mẹ con quá hư. Do cái gì đó? Đi về phòng đi. Đúng rồi đó, đi về. Cái đêm mà bà đám cưới xong rồi bà làm đó rồi người ta chung vô trong phòng mà bà chịu nổi không? Cái con người không có biết là sự liêm sỉ gì trơn. Đừng mở vô cho phòng nữa. Tụi mày làm gì làm đi, tôi ngồi đây tôi canh cho. Mất nết chà. Cứ làm đi thoải mái, coi như tao vô hình đi. Rồi sao? Mẹ hai chồng mình chết đâu. Nói chuyện với ba. Chắc là tại vì ba mẹ anh mới có con dâu cho nên là hồi hộp. Cho nên giống như là bị khìn khìn vậy đó. Qua nói chuyện với ba. Yên tâm. Thoải mái, hai đứa cứ làm cái chuyện của hai đứa. Ba hứa là ba không coi, lâu lâu ba nghe. Ba coi thử từ bay làm cái kiểu gì thôi chứ không có. Trời ơi. Tao ngủ không có được. Ba ngủ không được thì còn phải để cho tụi con ngủ chứ. Đúng không? Đêm tân hôn mà. Giống như đêm tân hôn của ba rồi, rồi ông nội bà nội vô phòng ba có chịu được không? Rồi, xin lỗi. Đúng không? Thôi ba xin lỗi con dâu ha. Thôi đừng giận giận ba ha. Dạ. Thôi má mày cái làm cái tao quýnh luôn. Thôi hai đứa cứ thoải mái. Đây. Ba đi ra, ba đi đi. Rồi. Thoải mái nha. Dạ. Sớm sinh quý tử nha. Nhớ khóa cửa. Ủa mày làm gì hả? Mới làm cái thế gì vui vậy mày? Sao có cái vụ mà xây sinh tố này nó làm sao? Hả? Con mệt ghê luôn á. Thôi ba nhắc. Ba nhắc khóa cửa thôi. Tôi xin lỗi, tôi làm đi. Tiếp đi. Khóa cửa luôn. Rồi. Con khóa cửa luôn. Khóa cửa luôn đi. Trời ơi. Khóa chưa? Anh khóa cửa rồi. Chìa khóa đã cất luôn rồi. Tao có chìa xe cửa mày yên tâm. Nhưng con yên tâm, tao sẽ không để chìa khóa này cho mẹ mày giữ đâu, mày yên tâm. Tôi cũng có một chìa. Vô ngủ. Mày không quý cái này. Đi ngủ. Đi. Hết vui luôn rồi. Hình lục buổi sáng 1, 2, 3, 4 Hít thở Già rồi gân cốt nó yếu quá bà ơi. Tập vậy thôi hả? Không biết tối hôm qua hai đứa tôi nó có làm gì không. Tôi thấy thằng nó có chiêu xây sinh tố lạ lắm. Hồi xưa tôi chỉ mới có khuấy muỗng thôi. Là bà lòi ra nói thằng này xây sinh tố chắc quất lần ba đứa chắc chết. Chứ kêu nó dậy đi, ngủ gì mà ngủ quá trời quá đất. Cái gì? Vô kêu con dâu dậy. Mới có 4 giờ sáng má. Bà ngủ không được, bà dậy sớm, bà đừng có bắt người ta dậy giống bà đừng có khùng vừa vừa. 4 gì, 5 giờ rồi 4 cái gì. Hồi xưa tôi loạt vô nhà ông, 3 giờ tôi dậy rồi. Má dạy tôi từng chút một, bây giờ tôi muốn truyền lại cho con dâu tôi. Hồi xưa khác, bây giờ khác, bà đừng có khó khăn quá. Cái hồi dâu nào cũng vậy, cái hồi nào ta nói không có ông bà sao có con cháu, hay không? Vô kêu vậy đi. Rồi, thôi kiếm chuyện quá. Bây giờ kêu nó vậy là thấy không có tế nhị rồi đó. Phải có một cái phương pháp khác thôi. Trời ơi, muốn bẻ cổ con gà dễ sợ. Thôi nó đầu giết tôi luôn rồi bỏ đi. Hết cách. Ông vô tích sự. May cái được làm chồng được đúng thôi. Làm gì được. Này à, tôi đâu có biết bà có năng khiếu làm chó gì đâu ta. Bà làm hay á. Được không? Cái này là chi qua qua, bẹt rê, giọt xia hay là bulldog? Phú Quốc. Chó Phú Quốc thôi vậy. Có mùi mắm. Mà nó vẫn không tỉnh rồi thấy không? Một đứa làm không có xi nhê đâu. Tôi nghĩ là cái mạng này là tụi mình phải hợp xướng.
Mệt quá. Nghĩ mẹ đi. Kêu cỡ đó mà chưa dậy nữa thôi. Tông cửa vô. Sạc tiếng vậy tụi nó. Quá mệt mỏi. Ê, dậy đi. Trời trời, coi nó ngủ nó gác đầu cổ nhỏ à. Đầu để thờ cha thờ mẹ nó gác cái kiểu này. Con này chắc nó nắm quyền chồng nó hay sao. Ôi là trời, nó ngủ rồi ông nội ơi. Cái đầu đây. Cái giò nó để cái Thái Dương thằng nhỏ luôn kìa. Tội nghiệp không, thiệt tình. 1, 2, 3 chuẩn bị quà ca nha. Ông đây đi, ông đưa vô lỗ tai đó. Chuẩn bị 2, 3. Nghỉ, nghỉ. Lên đang xong rồi. Ngủ sao ngủ dữ vậy trời. Trời ơi, kêu nó như cỡ đó nó không dậy luôn à. Thôi trời, nó ngủ tỉnh queo à ông nội này, có cháy nhà. Tôi chết sớm là do thằng này. Ông tìm cách coi. Phải có cách, tụi này kiếm chuyện với tao. Đứa này thì không được rồi. Tao đang hiền, tụi bay làm tao điên. Ôi, nó ngủ mà cứ như là không có động tĩnh. Nội, tụi bay ăn cho ở rồi cái đời sống của loài heo. Con ơi. Hay quá. Thôi được rồi, hay quá, chồng tôi giỏi quá. Trời ơi. Má bà má, tôi muốn vàng lân về. Triệu hồi ư, hai bay ư, vậy ư. Nó vậy rồi. Ủa mẹ, có chuyện gì hả mẹ? Vậy đi con, trễ quá rồi, gà gáy canh năm rồi. Mới có 5 giờ sáng mà. Hồi đó 3 giờ mẹ đã dậy rồi con. Thấy không, bây giờ dậy, trước hết xếp cái mền lại, sau đó đi rửa áp tách trà. Còn sớm mà ba con. Mà sớm hả mày? Hả? Tụi bay là phải dậy trước con gà biết chưa? Trời ơi! Làm những thú gì? Thú cái gì? Rồi bà chỉ cho con dâu nó làm chuyện nhà đầu tí với nhau đi nha. Rồi. Rồi đúng rồi. Thôi để anh phụ cho. Đây đây con. Đây đây đây. Mày đây đây. Đây đây. Nghĩ. Nghe ba dạy nè. Con qua đây. Nam Nhi Đại Trượng Phu là không có được làm chuyện con gái. Mình phải làm những chuyện lớn. Con là giai năm tất rộng thân 10 thước cao, đường đường một đấng anh hào, qua quýnh một dáng của đứa nào cao tay. Đi, ba quýnh cờ. Ba. Đem này xuống rửa. Ba quýnh cờ với ba. Dạ. Quýnh cờ. Rửa hả mẹ? Trong thời gian con rửa là con phải bắt cam trà lên liền nha, âm nước sôi. Dạ dạ. Bằng điện lắm con biết không? Đổ nước vô ghim được. Đi, bắt tay luôn. Đâu đâu sao? Hai đây đây đây. Trời ơi, sáng sớm đi quýnh cờ, não đâu chạy cho nổi. Mày không cần chạy, mày phải chạy, mày phải luyện với ba để cho con dâu nó làm việc. Lên xe. Mẹ ơi, con rửa xong. Ờ, giỏi quá. Con gái pha cho ba một ly trà gừng nha con. Dạ dạ. Đưa con rót cho mẹ. Mà con lo đánh đi. Chuyện của má mày. Lâu lắm rồi. Má mày. Cái gì nữa? Có dạy cho con nhỏ nó, chứ để nó chạy tao nghiệp. À, trời tưởng không chửi. Con ơi, con pha cho ba nóng chứ trà gừng ai pha lạnh con. À, dạ dạ. Cảm ơn con gái. Chơi đi con. Ông muốn đỡ này không? Cũng đi, đừng đợi chút xíu đi. Rồi chưa? Chống sỉ đi con. Ừ. Chống sỉ. Mô Phật. Rồi ơi. Ủa, nóng. Nóng quá. Ú trời ơi. Cho miếng đường chứ để lạc vậy ba uống không được nha. Ba. Sao ông cứ dặn một lần luôn đi, ba làm gì ba hành dữ vậy? Hành đâu hành, thì bây giờ nó phải biết cái ý của ba thì làm một lần rồi mai mốt quen có gì đâu. Lại làm đi, làm đi. Chơi đi. Lên tướng. Dạ ba. Ăn tướng. Ừ. Ngọt quá, con ra con tách đường ra giùm ba đi. Đường mà tách, đường sao mà tách được? Đưa đây, má xử lý cho con vô con lấy cái đồ lau nhà đi con. Đường mà làm như dầu ăn vậy, tắt đường. Ít hành thôi ông. Khó quá, thì chơi đi. Được không em, biết chỗ không? Đưa làm cho. Đập trung đi con, từ nè. Từ mà, vợ con sẽ quen. Lên chốt. Ăn luôn. Đây nè, uống đi. Cảm ơn bà. Ai, có con dâu rồi. Tôi mới được ngồi coi hai cha con quánh cờ. Nó hạnh phúc gì đâu mà. Không em còn đâu những mong chờ, còn không em còn đâu những ngày thơ, còn không em một giây phút dài khờ, ngày em ấm xa mờ, đời em cũng thôi mộng mơ. Tập trung vô. Về đi em, ngày mưa gió. Ủa, nãy giờ ba chơi đâu? Con dâu nó sao vậy? Sao vậy em? Sao vậy?
Sao vậy? Bị sao vậy? Thầy chồng có sao không? Em không sao, em sao? Con có sao không? Dạ không, con không sao. Không sao hả? Dạ không. Không sao, thôi làm tiếp đi vô anh. Đi, đi bánh tiếp, nó không sao. Trời đi, chuyện này chuyện có đàn bà phụ nữ, ông này chuyện. Sao con? Dạ, con mặt hả? Dạ không, con bình thường mẹ. Thôi được rồi. Mẹ thấy lau gì cũng được, con đem vô đi. Em vừa kế cái chỗ mà xô này có cái cầu thang á, con thấy không? Dạ dạ. Em đây cho mẹ. Cái chổi luôn con, cái chổi cái bên á. Ờ đúng rồi. Rồi, giỏi quá. Ừ, coi chừng dắp té một cái là coi như được, là em. Cái mặt dặm đất. Được, được. Được, con ngồi xuống đó đi. Nó làm được. Nhưng mà cái thang nó nặng. Được mà, nghe lời ba đi. Hồi xưa má con cũng làm như vậy thôi. Cái này là cái phận con gái, nó quen cho nó quen, không có gì hết. Rồi, con leo lên, con leo lên. Leo lên con. Con, từ từ nghe con, trơn, té cái chết à. Dạ. Cái đó nó có mấy cái mạng nhện đó. Mà bữa đám cưới con rồi mẹ lu bu, mẹ không có quét được. Rồi con ngồi cho cẩn thận đây nha. Dạ. Rồi con quét. Dạ, ngồi dạ. Đi con, ngồi ngồi. Dạ không sao được mẹ, quét trên này hả mẹ? Ừ đúng rồi. Quét hết mạng nhện luôn hả mẹ? Quét hết. Con. Dạ. Cẩn thận coi chừng nó bay vô mắt nghe không? Dạ dạ dạ. Rồi. Còn không em, còn đâu như mong chờ. Mày nhìn hoài, mày nhìn nó hoài, sao mày khi dễ không? Còn không em, đi. Còn đâu như ngày thơ. Chơi cờ mà mày chiếu ai chơi còn mày? Còn không em, một giây phút dài khờ. Ngày em ấm xa mờ, đời em cũng thôi mộng mơ. Về đi em, ngày mưa gió nào nề. Xong rồi. Về đi em. Sao sao? Được rồi. Có sao không con? Được rồi em, xuống đi. À con có sao không? Con có chuyện là con sao? Sao ba thấy con chóng mặt hay gì á? Dạ con ngước lên nó hơi có mỏi sao đi không? Con. Dạ không, dạ không. Ba hỏi thiệt là có sao hay không ba lo, có sao không? Dạ con không sao. Không sao đúng không? Dạ. Thôi làm tiếp đi con. Cái gì làm tiếp, ba vậy đủ rồi, con thấy sạch sẽ rồi, làm gì nữa? Không thì nếu mà bé nó không sao thì thôi, bây giờ thôi đi ăn sáng với ba. Đi ăn sáng đi. Đi ăn sáng thôi, đi. Thôi, để đó hồi đi. Anh dọn ba, cho. Ba có mua trái sầu riêng ngon lắm, đi ăn sáng với ba. Ờ đúng rồi, hai cha con đi ăn sáng trước đi. Ừ. Ừ. Con đi sáng trước với ba con đi. Đó sao? Bà để, con á, tới giờ mà không ăn sáng, ông đau bao tử, hiểu không? À, để cho ba con ăn trước đi. Mẹ con mình xong ăn ha con ha. Dạ. Rồi, bây giờ đóng đồ thì giặt xong. Hai mẹ con mình đi ăn sáng ha. Dạ. Ừ. Máy giặt ở đâu mẹ? Máy giặt gì con? Giặt tay. Về đi em, về trong nỗi hao gầy. Đời chua cay. Đi chậm đi. Ông cứ nóng như vậy đó tôi không có thích. Nắng gì mà nắng. Bây giờ là đi đón mà ông phải nhẹ nhàng hơn chứ. Nhưng mà thấy tôi gờ hai không? Tìm cách phải gờ. Lâu rồi con mình không về. Đó. Bây giờ có đám giỗ, mời bên xui doa về luôn. Thấy không? Nhưng mà tôi xin, nói gì cũng phải nhẹ nhàng với người ta. Tôi nhẹ nhàng chứ tôi có lộn chay đâu. Ông thì nóng lên bất tử hà. Thích thì nán thôi. Ờ cắm. Bây giờ đang sẵn sẵn đó tự nhiên sốc. Rồi chịu ra. Đổ thừa ơ. Bây giờ tôi đi ra đâu? Nghe, tôi với bà đi ra đâu? Ra ngoài chỗ cầu nó đón con mình. Nghe. Dạ. Tất cả bà phải để cho tôi giải quyết. Đoàn bà cứ đứng đằng sau lưng đó. Nè, ông hay đánh người ta lắm. Nói chung là chỗ dựa vững chắc của một thằng đàn ông yếu là có một người đàn bà mập đó thôi. Rồi đi. Đi qua cái chỗ này. Qua chỗ nó. Rồi ban qua chỗ T. Chỗ T, chỗ T. Hôn đi. Người ta hôn chứ không phải là cục xương mặn chó ngồi trực. Cho mẹ thằng đi có phước để đứa con là cũng kìa chó hết. Để cho nó hung mày làm gì nữa? Hung đại đi con. Nhanh đi. Dạ. Hung liền.